Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đẹp tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm. Lúa sau nhà. Ở nhà nọ, có hai anh em đều đã tới tuổi lập gia đình, nhưng người cha vẫn chưa cảm thấy yên tâm về hai anh em. Sáng nay anh vừa làm cỏ sạch ở ruộng rồi, chiều chú tranh thủ rong trâu ra cày nốt để ta còn trồng vụ mới. Làm cỏ loáng cái đã xong, việc nhẹ như không mà anh bắt tôi rong trâu đi cày một mình ư? Anh nghĩ mình khôn hơn tôi chắc. Việc ai người đấy làm, chú đừng kiếm chuyện nữa, đến lúc chú cũng phải chứng tỏ giá trị của mình rồi đó. À, anh thách tôi à? Nhà cửa chẳng giàu có gì, thế mà hai anh em tụi nó cứ suốt ngày vì một lợi ích nhỏ mà gây gổ với nhau. Thế này thì đến lúc chia tài sản, không biết mọi chuyện có yên ổn không đây. Thằng Hai đâu? Thằng Út đâu? Thưa cha, cha cho gọi tụi con. Cha có việc cần nói. Cha cũng không rõ căn bệnh này đến từ đâu, khó chịu lắm các con ạ. Xin cha bớt lo lắng, để mai con qua làng bên tìm thầy cắt cho cha mấy thang thuốc bổ. Thực ra bệnh này cha cũng không lo mấy, vì bản thân cha chịu đựng được. Nhưng nếu các con mai này mà trở mặt với nhau, thì đó mới là bệnh của gia đình ta, chẳng ai lo được đâu. Các con hãy nhìn đàn gà đang nằm ngoài sân kia. Yên tĩnh quá phải không? Hai vào lấy ít thóc, ném cho bầy gà đi con. Đó, các con thấy chưa? Thế giới đang yên tĩnh, chỉ vì mấy hạt thóc mà đã bị phá tan rồi đó. Dạ, tụi con hiểu rồi ạ. Các con đều thấy đó, sau này nhà ta còn có nhiều thóc hơn nữa mà. Từ giờ tụi con sẽ đoàn kết, không để cha phải bận lòng thêm nữa ạ. Một miếng bánh có kích cỡ cố định, nếu cùng chia cho mọi người thì mỗi người chỉ được một lượng có hạn. Nhưng nếu mọi người cùng bắt tay vào làm một chiếc bánh lớn hơn, thì lo gì bánh chia không đủ.